Vâng, shop bao trái cây lại gửi lời chào các bác. Hôm nay bên em lại đang đóng hàng và chuẩn bị gửi cho các bác đây. Hiện sẽ làm luôn một cái video để gửi tới các bác làm cây ăn trái nhé. Thì bên em sẽ cung cấp cho các bác hai cái loại bao xốp. Với cái bao xốp này các bác có thể bao được cả quả bưởi nhé. Đấy, đây là xốp không này. Cái giá thành của cái bao xốp không này rất là rẻ, mấy chục nghìn một kg thôi. Thì khi các bác mà mua xốp không, các bác cần mua thêm bóng, thêm chun. Bên em có bóng và chun nhé. Bóng cây các bác đây. Bóng đây. Với cái loại chất cây bóng này thì đảm bảo lại bên em sẽ gửi cho các bác giá hợp lý nhất. Bởi vì các bác làm vườn nông dân thì cũng vất vả. Giá cả thì cũng lúc lên lúc xuống. Cho nên là những cái đồ này khi các bác cần thì alo tới bên em. Giá lúc nào để tốt nhất để gửi tới các bác. Đây là bóng nhá, số lượng rất chi là nhiều. Các bác cần số lượng bao nhiêu thì alo tới bên em. Đây là cái bóng bao trái ổi nhá. Chun này các bác này. Ba cái đóng để đóng hết. Đây là chun nha các bác nhé. Chun thì có nhiều bác là sợ chun mỏng, nhưng mà bên em thì chun là chun đẹp nhất luôn. Chun dày nhá, đảm bảo cho các bác sử dụng được cả vụ lắng lóng như chẳng lo chun rẻ nhá, cũng có thể sử dụng được. Có rất nhiều loại chun khi dùng thì nó rẻ ra, nó rất nhanh hỏng, nó đứt. Nên là các bác, nhiều bác nông dân các bác làm cây trái các bác rất lo lắng. Thì em cũng bỏ luôn cái chun của bên em ra đây. Đây là chun nha các bác nhé, chun rất chi là dày và to. Đấy, cũng cảm ơn một bác mua xong rồi quả các bác rất ưng ý với cái chun như chun bọc ổi này của bên em. Đấy, nó giúp cái mùa lắng này, mưa này nó không rẻ dây không đứt nhé. Chun rất chi là nhiều, bóng rất chi là nhiều và xốp nhé. Và bên em sẽ gửi theo nhu cầu của các bác sử dụng bao nhiêu thì alo tới bên em. Shop em chuyên cung cấp tất cả những cái dụng cụ làm vườn, dụng cụ nông nghiệp, dụng cụ bonsai. Khi mà các bác cần thì có thể mua thêm một đồ dụng, một số đồ khác. Đây là cái shop không có gì nha. Cái shop này thì rất là rẻ, nó có mấy chục ngàn cho một kg thôi. Thì ở đây như bên em đang đóng gói để gửi cho các bác và sẽ bán theo nhu cầu nhé. Các bác cứ cần số lượng bao nhiêu thì alo tới bên em. 1, 2 cân, 3 cân bán để phục vụ các bác cho đầy đủ các bác nhà nông, các bác làm cây trái. Còn cái shop bên này là shop lồng rồi nhá, shop bọc ổi lồng sẵn rồi đây này các bác này. Cái shop này thì về các bác chỉ việc bao vào trái ổi thôi, trái ổi trái la thôi. Còn với cái shop này thì các bác về có thể chế bao tất cả các loại trái được này. Đấy, shop rất chi là dày đẹp nhé. Với các bác chuyên nghiệp rồi thì các bác biết ở cái thời điểm này là mùa rất là lắng lỏng thì các bác sẽ sử dụng cái shop dày này. Còn nếu như ít nữa mà thời tiết nó mát rồi đi rồi vào mùa đông, nếu mà các bác cần xốp thì cái xốp nó sẽ mỏng hơn nhé. Thì đây là cái xốp em gửi cho các bác 100% ở cái mùa này thì nó sẽ toàn bộ như thế này hết. Số lượng rất như chi là nhiều, như các bác nhìn đây là đang chuẩn bị đóng gói. Đấy, đây là toàn bộ xốp của bên em nhé. Và nếu một cái video ngắn thì em cũng vừa chi tiết về tất cả những mẫu của bên em. Thì các bác mà đang cần thì hãy liên hệ trực tiếp nhé, qua đầu số điện thoại là 0869054295. Đó là số điện thoại chính của bên em chuyên cung cấp về tất cả những cái dụng cụ để gửi tới các bác. Để các bác mà quan tâm nhiều hơn thì đừng quên ấn like, chuông và đăng ký. Có thể hôm nay các bác chưa mua nhưng ngày mai, ngày kia, một năm sau các bác cần mua thì sẽ vẫn nhận được những cái thông báo của bên shop em để gửi tới các bác những cái mặt hàng hữu ích nhé. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác vào một cái video sau.